phải khích lệ cái tinh thần của đối tác. Chứ chê bai á, họ sẽ nghĩ ra cách gì đó, họ bực mình, họ phá hợp đồng, họ chọt chỗ này. Trong quá trình triển khai á các anh chị, khi họ ác cảm với mình á, mặc dù đã đồng ý như thế nhưng họ làm không có trọn vẹn. Đấu thầu để xây dựng cái khu này cũng vậy, sau khi đã chốt lại xong phải thể hiện cái sự cảm kích. Tôi rất cảm ơn anh, bởi vì không có nhiều người mà nhượng tôi kiểu này đâu. Các chị lưu ý cái tâm lý của con người, người ta sẽ hành xử theo cái hướng mà mình dán cái nhãn lên cho họ. Tại sao khách hàng lại rời bỏ chúng ta? 68% do nhân viên phục vụ không tốt ạ. Không thỏa mãn sản phẩm chỉ chiếm có 14% thôi ạ. Nếu như một người nhân viên thực sự được đào tạo tốt, hiểu về sản phẩm, hiểu về khách hàng, hiểu về quy trình, thì họ có thể tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng ta rất là tuyệt vời. Yếu tố thị trường mới mang tính quyết định. Thị trường lên thì nó tìm cách nó khai thác cái thị trường lên. Thị trường xuống nó tìm cách nó chống đỡ để nó không bị xuống nhiệt. Đó là cách lập kế hoạch dựa trên thị trường. Thì những cái bộ phận liên quan thị trường là sale và marketing phải đi trước. Vì vậy là gì? Theo trình tự thị trường thì sale marketing làm trước, tất cả các bộ phận còn lại làm kế theo, và sau cùng làm kế toán. Nên lời đầu tiên tôi khuyên là như này, anh chị kể cả khi mà anh chị có sản phẩm bán tốt, việc đầu tiên anh chị muốn lập đội sale là anh chị phải đi bán hàng đã. Bởi vì anh chị phải biết hết toàn bộ những khó khăn thuận lợi trong cuộc bán hàng, và anh chị lấy cái đó ra để dạy nhân viên mới vào, họ mới nể và họ mới phục, họ đi theo anh chị. Trong đội sale thì toàn là chiến binh cả, cho nên nếu như anh chị là quản lý đội sale, anh chị bắt buộc phải làm sao cho họ thấy là mình bán hàng giỏi hơn hẳn, họ mới nể, họ mới nghe. Bán hàng, đi ngoại giao, ngoại hình là một lợi thế. Định biên nhân sự như thế nào, đây cũng là một câu chuyện có rất nhiều tổ chức doanh nghiệp là không biết bao nhiêu người là đủ. Nhưng mà cái đây là quản lý cái công việc của con người làm, để quản lý hiệu suất làm việc hay là quản lý hoạt động của họ. Tôi giới thiệu cho các bạn những cái công cụ cơ bản để các bạn có thể hình dung ra được bộ máy của mình. One team, one vision. Tức là một team và một mục tiêu. Nếu hỏi ở đây ai thích nghe hay là từ chối, tôi đảm bảo 100% là không ai giơ tay lên. Nhưng sự thật là gì nhờ? Là gần như 100% đi bán hàng là bị từ chối. Điều quan trọng giữa sale giỏi và sale không giỏi là sale giỏi thấy được sự từ chối trước khi mà khách từ chối thật. Đỉnh cao của bán hàng là không tiếp cận khách hàng mà khách tìm kiếm mình.